So với World Cup Nam, World Cup Nữ dường như mang lại cơ hội tạo bất ngờ lớn cho các đội tuyển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc. Thông thường ở sân chơi World Cup dành cho Nam, các đội châu Á gần như không có cửa gây bất ngờ. Tuy nhiên ở sân chơi bóng đá nữ thì khác. Đại diện châu Á đầu tiên gây tiếng vang ở World Cup Nữ là Trung Quốc. World Cup 1995, đội tuyển nữ Trung Quốc đã lọt tới bán kết. Dù dừng bước ở vòng này và thua Mỹ ở trận tranh hạng 3, nhưng đây là thành quả đáng nhớ. Bởi Trung Quốc là đội nữ châu Á đầu tiên có mặt ở bán kết World Cup Nữ. 4 năm sau, đội tuyển nữ Trung Quốc còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn khi vào tới trận chung kết, chơi kiên cường trong 120 phút để hòa với tỷ số 0-0 trước khi thua trên chấm luân lưu trước đội tuyển nữ Mỹ. Đáng chú ý, đây là kỳ World Cup Nữ mà Mỹ sắm vai chủ nhà, nhưng trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân Rose Bowl, đội tuyển nữ Mỹ phải rất vất vả mới khuất phục được đội tuyển nữ Trung Quốc. Quãng thời gian 8 năm sau kỳ tích của đội tuyển nữ Trung Quốc, bóng đá nữ châu Á tương đối trầm lắng ở World Cup. Tuy nhiên vào năm 2011, đội tuyển nữ Nhật Bản đã tạo nên kỳ tích chấn động. Ở trận chung kết trên sân Commerzbank Arena, Frankfurt, Đức, đội nữ xứ mặt trời mọc quật ngã Mỹ qua loạt sút luân lưu với tỷ số 3-1, sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức. Trên đường vào tới chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản đã thắng những cường quốc bóng đá nữ như chủ nhà Đức 1-0, Thụy Điển 3-1 trước khi đánh bại Mỹ để vô địch. Cho đến nay, Nhật Bản vẫn là đội nữ châu Á duy nhất lên ngôi nữ hoàng ở World Cup. Ở World Cup 2015, một lần nữa đội tuyển nữ Nhật Bản lại vào tới chung kết. Dù lần này bất ngờ không còn xuất hiện khi đội tuyển Mỹ thắng đậm 5-2, nhưng Nhật Bản đã mang tới niềm tự hào cho bóng đá nữ châu Á. Còn tại World Cup 2019, không đội tuyển nữ nào của châu Á lọt tới tứ kết. Lần lượt Úc, Trung Quốc và Nhật Bản bị loại ở vòng 16 đội, còn Thái Lan và Hàn Quốc rời giải từ vòng bảng. Liên đoàn bóng đá châu Á có 6 đại diện tham dự World Cup 2023, gồm các đội tuyển nữ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và chủ nhà Úc. Trong số này, Việt Nam và Philippines mới lần đầu góp mặt ở World Cup, còn Nhật Bản và Trung Quốc là những đội từng có 2 lần vào tới bán kết. Úc và Hàn Quốc dù thường xuyên dự World Cup nữ nhưng hầu như không có điểm nhấn. Đội tuyển nữ Nhật Bản, nhà vô địch năm 2011, là đội châu Á có triển vọng đi xa nhất. Thứ hạng 11 trên bảng xếp hạng FIFA cho thấy dù đã sa sút thời gian qua, nhưng thầy trò huấn luyện viên Futoshi Ikeda không ở khoảng cách quá xa so với các đội hàng đầu. Trong 23 cầu thủ dự World Cup 2023, Nhật Bản chỉ còn sót lại Saki Kumagai từng dự World Cup 2011. Đây là cầu thủ đã thực hiện quả luân lưu quyết định, giúp bóng đá xứ mặt trời mọc tạo nên lịch sử. Đội tuyển nữ Nhật Bản gây thất vọng khi thua Trung Quốc ở chung kết Asian Cup 2022, nhưng ở World Cup, thầy trò huấn luyện viên Ikeda không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Nhật Bản có dàn sao trẻ đầy triển vọng như Riko Ueki, cầu thủ đoạt ngôi vua phá lưới giải vô địch Nhật Bản ở tuổi 23, hay Aoba Fujino mới 19 tuổi. Yui Hasegawa, cầu thủ đang khoác áo đội Manchester City vừa về nhì ở giải nữ ngoại hạng Anh mùa giải năm 2022 đến năm 2023 cũng rất đáng xem. Quan trọng hơn, đội tuyển nữ Nhật Bản nằm ở bảng đấu vừa sức khi các đối thủ là Tây Ban Nha, Costa Rica và Zambia. Trong đó, Zambia dù vừa thắng Đức ở trận giao hữu nhưng đây mới là lần đầu dự World Cup, còn Costa Rica không mạnh. Nhật Bản sẽ cạnh tranh ngôi đầu với Tây Ban Nha nhằm tránh đối thủ mạnh ở vòng 16 đội. Các đội tuyển châu Á còn lại đều nằm ở bảng không dễ thở. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Mỹ, đương kim vô địch, Hà Lan, đương kim Á quân và Bồ Đào Nha, trong khi các đội nữ còn lại cũng vấp phải những đá tảng ngay ở chặng đầu giải đấu. Lá cờ đầu bóng đá nữ châu Á nhiều khả năng một lần nữa được giao cho đội tuyển nữ Nhật Bản.